Okay, cool. Good evening, Nam Vị. Nam bạn nào đó có mặt rồi, mình xin chào buổi tối. From Houston, Texas. Mười bạn. Giờ phải đeo kính vô, không thôi không thấy bạn nào. Ok. Xin lỗi nhắc quý vị. Bảo Trâm Lương. Khúc Quỳnh, chào chị. Rồi ôi, thương chị quá. Ok, hình như bữa nay hình mình không có ok. À, ok, không có bị nằm ngang. Facebook nó bảo mình làm cái gì vậy ta? Mình ok mà. Dạ. Chào chị Cúc, chào Bảo Trâm Lương. 12 vị nhưng mình thấy có hai tên nào, thành ra mình xin chào các vị còn lại nhé. Hình như mình bị đứng hình thì phải. No. 15 người. Xin chào. Chào Tường Anh Liêm. À, hôm nay Facebook bảo mình làm một cái gì mà mình không hiểu rõ. I see. No, không có thể. Chào cháu Tường Anh Liêm from Việt Nam. Cảm ơn cháu có mặt. Cô biết lý do là tại vì đối với cháu cái thân hình sexy, tính nói sexy, thân hình đẹp phải là rất là tối quan trọng đối với Tường Anh Liêm. Lẽ dĩ nhiên, cháu rất đẹp. Nguyễn Thanh Bình, chào cháu. Chào Nguyễn Thanh Bình từ hình như Ban Minh Thuột hay là Đắk Lắk. Ở Việt Nam thì phải. Ok, mình còn 3 phút nữa thì mình bắt đầu nha quý vị. Nếu mà quý vị nào mà có thể có khả năng á, có khả năng biết làm thì mời bạn bè vô xem nha. Hay là cô mời. Ok. Rồi. 8:58 còn 2 phút nữa quý vị. Xin thân chào tất cả các quý vị có mặt sớm hôm nay thì mình có thấy ở bên này mình thấy Trần Xuân Đào, xin chào cháu. Chào Trần Lưu Ly. Chào Nguyễn Diệp. Chào Thu Nguyễn.
Có 35 vị Chào, Tín, Trần. Cái màn ảnh chính của mình thì nó bị frozen. Hy vọng là không sao. Ok. Chào Linh, Lina Trung, Nguyễn. Khi 8 giờ 59 thì mình bắt đầu cho nó xong ha quý vị. Hello cháu Liên Phạm. Cảm ơn cháu có mặt. Tên mình là Hana Ái Hanh Trần. Mình là khoa học gia 32 năm kinh nghiệm và cách đây hơn 4 năm mình đã xin nghỉ từ chức chức vụ giám đốc khoa học xét nghiệm. Lúc đó là cho Đại học George Washington ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn. DC đó quý vị. Để theo đuổi công việc phục vụ với công việc Nu Skin toàn thời gian, là tại vì Nu Skin trở thành một cái đam mê rất là mạnh cho mình. Ok, thì hôm nay mình đại diện nhóm GIVE để lên chia sẻ với quý vị một cái bài tựa đề là sản phẩm cho cái bộ SS 30, tức là Slimming Solution trong vòng 30 ngày. Slimming là làm ốm đi và solution là cái giải quyết, giải quyết cái vấn đề, tức là làm cho mình ốm đi trong vòng 30 ngày. Tiếng Việt mình hơi lạng quạng, mình xin lỗi. Rồi thì trong cái bộ đó đó thì cái bước đầu tiên là mình phải ăn uống cho đúng chuẩn. Thì tí nữa khi mình nói về protein boost á, thì mình hơi nhắc về ăn uống một tí. Các quý vị ăn uống theo cái list mà từ trên xuống dưới là trong cái bộ đó đã nói ha. Cái đầu tiên là rau và trái cây, rồi sau đó cái đó là mình là ăn nhiều nhất là rau và trái cây. Hello Dược sĩ Hoàng Lê, cảm ơn cháu. Rồi cái ăn nhiều nhì đó là, xin lỗi, wow, ăn nhiều nhất là rau và trái cây, ăn nhiều nhì là chất đạm và ăn ít nhất là chất carb quý vị nha. Thì mình ăn uống theo cái phương pháp đó, và sau đó là mình tập thể dục mỗi ngày 4 phút theo phương pháp của Blue Diamond Từ Khổng, có cái YouTube. Rồi cuối cùng đó là mình dùng thêm thực phẩm bổ sung để hỗ trợ cái chương trình này, và đã có nhiều 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 người có kết quả trong vòng 30 ngày quý vị ha. Thì đây là một cái chương trình mà có thể nói là giảm mỡ, làm cho cái dòng eo mình nhỏ lại, mà có thể nói là đối với mình từ trước giờ mình thấy cái thiết kế này quá tuyệt vời, là tại vì rất là không có mắc để mà có một cái kết quả cao như vậy nha quý vị. Vấn đề là quý vị chỉ phải có kỷ luật với chính mình, phải đi theo sát chương trình tập thể dục, ăn uống theo thứ tự 1, 2, 3, 4 ở trên cái list, cái tờ thứ tự, và cái thứ ba là uống thực phẩm bổ sung đầy đủ thì kết quả sẽ đạt được với một cái giá khá rẻ nha quý vị. Hình như là khoảng có 6 đô một ngày thôi, thì rẻ nhất từ trước cái giờ so sánh với ngày xưa. Là các quý vị biết rồi, TRNID với lại tất cả các cái chương trình giảm ký, giảm mỡ ngoài kia đều mắc hơn chương trình này gấp 3, gấp 4 lần nha quý vị ha. Thì đây là một cái thiết kế rất hay của là nhóm lãnh tụ của GIVE đã tạo ra cho mình. Thì đây là một cái thiết kế cô thấy rất là hay để giành được tài chánh có kết quả. Rồi thì bây giờ mình vô thẳng cái đề tài, cái sản phẩm trong ba cái sản phẩm mà trong cái chương trình này đó, là cái này mình cái hộp cái này là protein boost quý vị. Rồi cái này á, là tea green là sản phẩm thứ hai nhá. Và cuối cùng á, là cái hộp jump start. Oops. Ok. Thì mình sẽ nói cái này trước là tại vì đối với mình cái này nó quan trọng nhất và mình mê nhất cái sản phẩm này. Lẽ nhiên cả ba cái nó có những cái hay riêng của nó, nhưng mà cái này có rất là nhiều tin tức và mình nói trước là vì vậy, tại vì nó rất là quan trọng quý vị ha. Thì nó TRNID, nó là cái mình xin lỗi, nó là một chương trình của TRNID, nhưng mà mình men nói cái H-lock công nghệ, nó làm từ công nghệ H-lock, có nghĩa là nó sẽ thay đổi biểu hiện gene của mình để cho mình được tốt hơn nha. Thì cái đó là cái đầu tiên mình nhắc tới, nó đánh vô gene của mình, nó impact cái gene, nó thay đổi cái biểu hiện gene của mình một cách tích cực để mà mình có kết quả tác động tốt cho cái mục đích của nó. Mục đích của nó là gì quý vị? Là nó được thiết kế để giúp cho mình có năng lực để bắt đầu khởi động trong một cái ngày đầy năng lực, và nghĩa là mình ready to go, jump là nhảy, start là bắt đầu. Cái kiểu như là mình dùng cái sản phẩm này xong á là mình bắt đầu mình nhảy cho cái ngày của mình. Thì cái ý nó là như vậy, là mình sẽ có rất nhiều năng lực để chuẩn bị cho một cái ngày dài và chuẩn bị cho những cái chuyện mà mình có thể endure, là chịu đựng được cái sự suốt ngày của mình nhá.
Thì cái châm tỏa nó là như vậy. Lý do tại sao? Đây là những cái thành phần mình sẽ liệt kê cho quý vị biết ha. Thì nó có bốn cái thành phần chính đó. Thành phần mà nhiều nhất đó là mình xin lỗi lúc. Thành phần chính đó là cái prickly pear, tức là gai, lê gai đó quý vị. Nó từ con từ cactus mà ra, từ sa mạc nhá. Thành phần nhiều thứ nhì đó là nghệ tây. Thành phần nhiều thứ ba đó là cái pomegranate, tức là cái trái lựu. Và thành phần nhiều thứ tư á là red orange, tức là cam đỏ. Thì bây giờ mình đi theo cái thứ tự mình nói ha. Thì cái thành phần quan trọng nhất và nhiều nhất của nó đó là tới 200 mg của cái chất châm stọt đó là cái prickly pear, tức là gai lê, dịch ra như vậy. Thì không biết còn dịch cách nào khác, nhưng mà lê gai chứ. Lê gai thì là nó từ cactus. Ok quý vị, thì công dụng của nó đó, cái công dụng của nó đầu tiên hết đó là nó tạo ra năng lực cho mình, là lý do energy đó, là nó tạo ra năng lực. Là cái lý do của nó đó là trong cái thành phần của cái gai lê này nó có carbohydrate, chất carb một tí, và nó có fat một tí, fat là ít nhất, rồi nó có protein nữa quý vị, và nó có một 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 số vitamin ở dưới này là mình đếm nhé. Tổng cộng là vitamin vitamin E, vitamin B2, B2 tức là B2 đó quý vị, rồi niacin tức là B3, rồi vitamin B6, rồi vitamin B9 tức là folate, nó có vitamin C, có vitamin E, và đồng thời nó có những cái metal, tức là kim loại đó, tức là khoáng chất á, như là calcium cho mình hả, rồi nó có iron là sắt quý vị ha, rồi magnesium, rồi nó có phosphorus, rồi nó có potassium và zinc. Đó là những cái thứ mà trong cái prickly pear là tiếng Anh, tức là cái dịch là lê gai đi quý vị ha, từ cactus mà ra. Thành ra đó là cái chất mà nó có tác dụng nhiều, nó với cái nồng độ nhiều nhất trong cái châm start này. Thành ra nó mới tạo cho mình cái năng lực để làm việc là như vậy. Tại vì cái chất vitamin C ở trong này á, bây giờ nồng độ nhiều nhất của cái gai lê á, trong cái gai lê này á, trong cái lê gai chứ mình cứ gọi nhầm, trong cái prickly pear này á, nồng độ nhiều nhất quý vị là cái calcium, rồi potassium ha, rồi vitamin E, rồi vitamin C quý vị nhá. Thì cái vitamin C đó là đã mình đã biết là trong cái kỷ lục của vitamin C đó là nó hỗ trợ cho chữa bệnh scurvy, tức là cái bệnh mà lở loét mồm với lại đau nhức chân tay đó quý vị, nhức nhối. Thì cái vitamin C nó nằm trong cái prickly pear này quý vị. Thì mình dịch tiếng Việt Nam là gai lê cho quý vị dễ hiểu nhá. Rồi cái màu đỏ của cái chất mà châm stọt đó là nó không nó nó tới từ cái chất betanin, là một cái chất chống oxy hóa của trái gai lê này, lê gai chứ, prickly pear again. Ok, và ngoài ra nó còn có cái chất antioxidant flavonoid gọi là quercetin, và ngoài ra nó còn có những cái chất antioxidant khác ha, mà mình tocopherol rồi isohamertin rồi bốn chất khác, tức là tổng cộng có bốn cái antioxidant flavonoid trong cái trái gai lê này. Và sau đó cuối cùng á, là cái trái gai lê này á, rất là giàu trong protein và cái fiber rich, gọi là cái chất sợi á, fiber đó là chất sợi á, chất xơ đó gọi là pectin quý vị. Thành ra cái công dụng của cái gai lê nó quan trọng tới như vậy. Lê gai chứ mình cứ gọi lộn hoài, tiếng Anh nó gọi là prickly pear, mà nó nồng độ cao nhất trong cái chất châm thọt này. Thành ra mình nói cái này trước là như vậy nhá. Rồi thì cái công dụng của nó là như vậy nhá. Rồi bây giờ cái thành phần kế tiếp mình sẽ nói cho quý vị là thành phần cái trái cái châm thọt này nó có bốn thành phần. Thì phần thứ nhất là prickly pear thì gọi là lê gai. Rồi thành phần thứ nhì á là saffron thì gọi là nghệ tây quý vị, nếu dịch ra tiếng Việt là nghệ tây. Thì chất saffron này á, cái nó tạo ra một cái cảm giác mãn nguyện, là gây ra bởi cái thành phần hóa học gọi là satyril, và nó có tác dụng là nó khuyến khích, nó làm cho mình không có bị thèm ăn, và để do đó nhờ như vậy mà mình được giảm cân dễ dàng hơn. Ok, và sản phẩm này được hỗ trợ bằng cách là nó giúp cho mình cái sự nhịn ăn của mình đó, là bằng cách là nó giúp cho mình trong cái bộ óc của mình được khỏe mạnh, là nhờ là nó thể hiện một cái hành động trong nó hỗ trợ cái chất serotonin đó quý vị,
là một cái chất truyền thần kinh, đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong cảm giác no và ngon miệng cho mình. Thành ra nó hỗ trợ cái cảm giác thèm ăn bậy bạ là như vậy. Thì nhờ như vậy mà nó giúp cho mình tránh ăn vặt và lần lượt từ từ mình giảm cân là như vậy. Tại vì và từ từ do đó nó hỗ trợ cho cái trọng lượng khỏe mạnh của mình, là tại vì nó điều khiển, nó hành động trên cái chất serotonin của mình để mà giúp cho mình cảm giác no và không có ăn bậy, quý vị ha. Thì cái nguồn gốc của cái nghệ Tây này á, tức là satirio này đó, là nó là nghệ vàng. Cái tên mà hóa học của nó đó là Crocus sativus. Thì mình nói cho quý vị nào có hóa có kiến thức về hóa học trong này nghe thì nghe chơi vậy thôi, còn các quý vị khác không cần phải nhớ đâu quý vị. Chỉ cần biết nó là nghệ vàng thôi, nghệ Tây mà nghệ vàng ha. Và nó được trồng khắp lục địa, khắp khu vực của Địa Trung Hải quý vị. Thì trong lịch sử đó, nghệ Tây được đánh giá rất là cao là một gia vị ẩm thực và chất, nó là một chất tạo màu và nó là thuốc nhuộm và nó cũng là một cái thảo dược. Thì các nền văn hóa châu Âu và Trung Đông hồi đó họ đã dùng nghệ Tây để mà chữa cho cái bệnh khó tiêu. Nó giúp cho dễ dàng tiêu hóa thức ăn và nó đồng thời nó làm dịu những cái dạ dày mà bị kích thích đó quý vị. Thì do đó, kể cả nước Ba Tư cũng dùng nghệ Tây để điều trị trầm cảm nhá. Thì do đó, tối tóm lại đó, cái chất nghệ Tây ở trong cái Jumpstart này đó, công dụng của nó là giảm thèm đường và giảm đói giữa các bữa ăn cho mình. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là giảm ăn vặt và do đó nó hỗ trợ cho sự giảm cân đều đặn cho mình quý vị nhá. Và cái thứ ba đó là nó cải thiện tâm trạng trầm cảm trong khi mình cố tình mình giảm ký, giảm mỡ nhá. Thì cái đó là ba công dụng của cái chất nghệ Tây ở trong cái quyển, trong cái Jumpstart quý vị ha. Rồi cái thành phần thứ ba đó thì gọi là red orange. Thì red orange thì mình dịch sát tiếng Việt là cam đỏ nha quý vị. Thì đây là những thành phần có ở trong cái red orange quý vị. Nó có 1, 2, 3, 4, 5. 5 thành phần. 5 thành phần trong cái red orange. Thì thành phần thứ nhất là gì quý vị? Vitamin C. Thì vitamin C quý vị biết rồi, nó là cái chất chống oxy hóa mà nó hỗ trợ cho cái metabolic function, tức là cái sự trao đổi chất trong cơ thể của con người. Ha. Và nó có tác dụng là nó sửa chữa những cái tế bào mô bị hư hỏng của mình và nó tác dụng bảo vệ cái gum của mình được khỏe mạnh. Thì nhân tiện nó là ở trong cái red orange, cái cam đỏ này thì nó có, thì mình nói công dụng của nó ra luôn cho quý vị nghe chơi vậy thôi ha. Và nó tác dụng healing wound, tức là tác dụng làm lành lặn vết thương cho mình, và nó hỗ trợ cái adrenal gland, tức là cái nang thượng thận cho mình, cái công dụng của nang thượng thận nhá. Thì vitamin ngoài ra đó, cái vitamin C ở trong cái cam đỏ này đó, nó hỗ trợ trong cái bệnh trị cái bệnh scurvy đó quý vị, là cái bệnh lở loét miệng mà mình nói lúc trước đó ha, lúc nãy đó. Thì và đồng thời yếu đuối mệt mỏi đó là nó trong cái bệnh scurvy hết. Ok, thì cái công dụng của cái vitamin C của trong cái red orange là như vậy. Và cái thành phần thứ hai ở trong cái red orange, tức là cam đỏ này, là chất folic acid, thì nó được gọi là vitamin B9 nữa quý vị ha. Thì nó hỗ trợ chống ung thư, chống bệnh tim ha. Và đồng thời nó cũng là cái thành phần chính để mà tạo ra cái hồng huyết cầu cho cơ thể mình. Và do đó nó chống cái birth defect, tức là sinh ra mà bị quái thai đó ha. Thì nó hỗ trợ trong cái đó, giúp chống cái đó, cái folic acid nó là như vậy. Và đồng thời nó cũng hỗ trợ trong cái sự tạo thấp hạ huyết áp cho mình nhá. Rồi, thì cái đó là thành phần thứ hai của cái trái, của cái cam đỏ ở trong cái Jumpstart. Rồi thành phần thứ ba của trong cái cam đỏ, của trong cái chất Jumpstart đó là anthocyanin. Thì nó là, nó do đó nó tạo cái pigment cho cái màu đỏ của cái chất Jumpstart là vì vậy quý vị. Và nó chống sưng, anti-inflammatory, tức là chống viêm, chống sưng và chống ung thư, chống tiểu đường, diabetic, chống tiểu đường và chống nhiễm trùng. Rồi đồng thời chống cả tất cả những cái nguy cơ về tim, quý vị ha. Thì đồng thời nó lại được là giảm, nó làm giảm cho cái mỡ xấu là LDL trong cái tim của mình nữa quý vị. Thì cái này là cái rất là tuyệt vời, là tại vì... Tại vì cái
cái mà nó giúp cho giảm cho cái LDL cholesterol accumulation, tức là đóng lại trong tim mình đó. Cái đó là cái mà mình mê nhất của cái chất anthocyanin trong cái cam đỏ, trong cái chân phát này quý vị nha. Rồi thành phần thứ tư là calcium. Thành phần thứ tư của cam đỏ trong cái chân phát là gọi là calcium. Thì calcium quý vị ai cũng biết rồi, nó hỗ trợ xương và răng cho mình nhé. Thì cái đó là đặc tính của calcium. Rồi cái thành phần thứ năm của chất cam đỏ trong cái jump start là vitamin A. Thì nó là cái vitamin rất là cần thiết cho cơ thể mình, là tại vì nó hỗ trợ tế bào cho mình, tế bào mô cho mình, và đồng thời nó hỗ trợ mắt, cái retina, tức là cái retina của con mắt đó, hình như là võng mô phải không quý vị, của con mắt, và đồng thời nó bảo vệ cho da được khỏe và đẹp, và đồng thời nó bảo vệ cho hệ thống skeletal của mình, đó là xương của mình và kể cả răng nữa quý vị nhé. Thì nói tóm lại đó, cái màu đỏ của cái chất jump start là từ cái red orange này quý vị nha. Rồi bây giờ cái chất kế, cái phần thành phần thứ tư của trong cái jump start đó là trái lục quý vị nha. Thì trái lục nó là cái rất là cao trong cái flavonoid, là một cái chất chống oxy hóa rất là mạnh, cực mạnh, mà trái lục cũng rất nhiều polyphenol, và hai cái này nó làm cho cái trái lục á nó rất là mạnh về cái chất chống oxy hóa và bảo vệ cho mình chống ung thư là một lẽ dĩ nhiên, và bảo vệ tim cho mình là hai nhá. Thì một cái chất, cái nồng độ, cái potent, tức là cái sức mạnh chất chống oxy hóa của trái lục á, nó còn mạnh hơn cả rượu đỏ, mạnh hơn cả trà xanh, mạnh hơn cả blueberry và mạnh hơn cả cranberry quý vị ha. Thì cái trái lục nó quý tới như vậy. Rồi thì một cái hóa chất ở trong trái lục mà trong cái jump start này nó gọi là puny collagen đó quý vị, thì nó hỗ trợ tốt cho tim và mạch máu cho mình nhá. Thì nó là cái thành phần chính để giúp hạ cholesterol và hạ blood pressure, tức là hạ huyết áp, và đồng thời nó giảm cái sự blockage của tim, tức là giảm cái sự nghẽn tim cho mình nữa quý vị nha. Thì cái tác dụng của trái lựu nó là như vậy. Do đó trái lựu nó hỗ trợ trong cái sự chống lại nghẽn tim và stroke là đột quỵ đó quý vị ha. Rồi đồng thời chính vì cái chất polyphenol và cái flavonoid quá mạnh của trái lựu đó mà nó có thể chống cả ung thư ngực, ung thư prostate, tức là tiền liệt tuyến của người đàn ông đó quý vị, và ung thư colon, tức là ruột, và kể cả leukemia nữa quý vị. Nó chống, nó hỗ trợ chống được những cái thứ đó nhá. Thì cái đó là cái minh chứng của những cái tốt của trái lựu. Thì đồng thời trái lựu nó cũng là một cái chất mà nó có phytochemical, tức là cái hóa chất mà nó có màu sắc rực rỡ đó. Thì nó cái công dụng của nó đó, cái trái lựu á, nó có công dụng là kích thích cái serotonin và cái estrogen của trong con người của mình, và do đó nó hỗ trợ trong cái sự mà chống trầm trầm cảm, và đồng thời nó increase bone mass, tức là nó chống loãng xương cho mình. Thì đây là bốn cái thành phần mà nó nằm ở trong cái jump start mà mình vừa nói cho quý vị. Thì quý vị thấy đó là cái lý do nó quá nhiều thành phần như vậy, mà đó là lý do mà tại sao chất jump start nó tốt đến như vậy, và nó giúp cho mình có năng lực để bắt đầu một ngày mới một cách như là cái tên nó nói, jump là sự khởi động bằng cái sự jump cho cái cơ thể của mình ha. Thì nó nói là formulated to get you off a positive start, tức là thiết kế để mà cho anh một ngày bắt đầu rất là tích cực để chuẩn bị cơ thể anh. Rồi bây giờ mình nói xong cái jump start rồi quý vị ha. Mới nói xong cái này rồi. Thì bây giờ mình nói xong cái thứ hai là cái chất protein boost, mình nói sau cùng đi, tại vì bây giờ mình nói cái thứ hai là thi green quý vị. Thì hồi kỳ trước mình đã nói cái bài này khá chi tiết rồi, hôm nay mình chỉ xin phép nói cái phần những cái gì chính thôi nha quý vị ha. Thì thi green nói tổng 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 quát, nói lại nhanh, thì nó là một cái chiết xuất của polyphenol mà nó không có chứa caffeine, hiểu không? Để và được chiết xuất từ lá chè tươi, lá chè non, lá trà xanh mà non là một, và từ cái bớt, tức là từ cái nhụy là hai. Ok, và công dụng của nó là nó có đặc tính tẩy độc với khả năng làm sạch các phân tử gốc tự do và chống sự oxy hóa cho tế bào của mình quý vị ha. Thì nói tổng quát thì cái này nó là như vậy.
Hickory 97 nó là như vậy. Và nói và nói thêm cái ba cái lợi ích của nó này quý vị, là các nghiên cứu đã chứng minh rằng cái polyphenol, để mình quay cho nói, polyphenol trong trà xanh này đó, đặc biệt là các thành phần catechin, cung cấp các cái hoạt động chống oxy hóa mạnh mẽ thông qua cái việc trừ bỏ cái gốc tự do cho mình. Gốc tự do là chất độc, là cái chất xấu của nó phá hoại tế bào của mình. Cụ thể hơn đó quý vị, là nhiều thí nghiệm và nghiên cứu đã cho ra rằng cái polyphenol của trà xanh này nè, đặc biệt là chất tên hóa học của nó là epigallocatechin gallate đó quý vị, hay là nói là catechin đi, nói tắt đi ha, thì có thể giúp ngăn chặn cái sự thành hình của một số hợp chất độc hại như là nitrosamine, là chất độc hại cho cơ thể mình, và peroxidase, ok, là một chất độc hại thứ hai. Và đồng thời cái thi green này đó quý vị, nó tăng cường hoạt tính của các cái chất chống oxy hóa tự nhiên và những cái enzyme, tức là những cái chất kích thích tố giải độc cho mình, như là peroxidase, glutathione và catalase. Thì mình nói ra những cái từ hóa học đây để những vị nào trong y khoa, mình thấy có bác sĩ Tú nè ở trong này, thì nghe chơi cho vui, còn các vị ở ngoài không nhớ thôi, không cần nhớ, chỉ cần nhớ những cái gì chính thôi quý vị nha. Thì cái lợi ích thứ hai là bổ sung, lợi ích thứ hai của tea green này đó quý vị, tea green 97, tea green 97, trà xanh 97, là nó bổ sung chất chống oxy hóa và cũng có thể mang lại một cái số lợi ích bảo vệ cho da mình khỏi bị tổn thương do gốc tự do tạo ra và do cái ảnh hưởng của cái tia cực tím của ánh sáng mặt trời đó quý vị. Thì trong số các chất polyphenol có khả năng chống oxy hóa trong trà xanh đó, thì nó gọi là catechin, thì cho thấy cái hiệu quả mạnh nhất trong việc giảm hoạt động của collagenase, là một cái kích thích tố mà nó phá vỡ cái collagen của mình. Và chính vì vậy mà nó, cái thi kia này mình dùng lâu mình trẻ dần ra, nó bảo vệ cho cái sự young looking của mình, nó làm cho giúp cho mình trẻ ra là như vậy ha. Tại vì cái nó làm giảm hoạt động của cái collagenase, là một cái enzyme mà nó phá vỡ cái collagen của mình. Collagen là thành phần trong da của mình quý vị nha. Ok, ngoại trừ collagen với lại elastin, đó là hai cái thành phần trong da của mình, thì nó cái này nó hỗ trợ chống cái sự phá vỡ collagen của mình, là tại nhờ nó có cái, ok, nhờ nó có cái catechin đó quý vị ha. Rồi cái ích lợi thứ ba của trà xanh đó là cải thiện sự trao đổi chất lipid, tức là chất mỡ đó quý vị, và gluco, tức là chất đường, và do đó nó duy trì cái sự nhạy cảm của cái insulin, nó làm cho nó duy trì cho cái insulin trong máu mình được bình thường, và do đó nó hỗ và đồng thời nó hỗ trợ được cái tốc độ trao đổi chất, thì gọi là thermogenetic effect, và chính vì vậy nó đốt mỡ là vì vậy quý vị nhá. Thì đó là ba cái lợi ích của trà xanh. Thì mỗi viên trà xanh sẽ chứa 250 mg chiết xuất của lá trà xanh, mà cái nồng độ, cái tên hóa học của nó là Camellia sinensis ha, thì đã được tiêu chuẩn hóa đến cái nỗi là 97, cái tên 97 thì green 97 là 97, nó có nghĩa là được 97% là polyphenol tinh chất và tinh khiết nhất, mà trong đó có 162 mg là catechin. Thì cái nồng độ của nó là như vậy, để những quý vị nào có kiến thức về hóa học thì nghe cho biết thôi nhá. Rồi bây giờ cách sử dụng đó là mình uống một cho tới uống theo bình thường thì là 2 viên mỗi ngày, nhưng mà uống theo cái này, mà uống theo cái chương trình này là 4 viên mỗi ngày trước khi đi ngủ quý vị nhá. Mình được quyền uống 4 viên là tại vì trong công ty cho mình uống tối đa một ngày 1200 mg, thì trong này mình nghĩ là 250 mg, đúng rồi, 250 mg mỗi viên, thì mình uống một ngày 4 viên mới có 1000 à, mình vẫn còn dư 200 mg. Không, thành ra mình không có hóa liều, mình không có quá liều quý vị. Ha, 4 viên trước khi đi ngủ theo cái chương trình SS30 này quý vị nhé. Rồi, trong cái bộ quý vị mua nó sẽ là 120 viên đủ dùng cho 1 tháng. Rồi, ok, thì mình nói xong cái phần trà xanh. Quý vị nào muốn biết rõ chi tiết hơn thì nghe cái bài kỳ trước của mình, là tại vì kỳ này mình còn có nhiều thứ khác để nói. À, cái này, thì cái cuối cùng á, quý vị, là cái Protein Boost. Quý vị nhá, Protein Boost. Rồi, thành phần của Protein Boost á, là nó có hai cái chất protein của pea. Pea tức là cái đậu mà nó tròn tròn mà nó màu xanh á. Thì tiếng Việt Nam dịch là đậu xanh, nhưng mà đừng có nghĩ là đậu xanh kia nha. Việt Nam bên đậu xanh Việt Nam là những cái đậu xanh nhỏ xíu,
màu vàng á, cái đó người ta gọi là đậu xanh, nhưng mà cái phi phi của trong cái protein boost này nó là cái viên tròn tròn đậu cao cấp nha quý vị. Và cái thứ hai là protein của organic rice, tức là gạo hữu cơ quý vị nhé. Hai thành phần nó chỉ có vậy thôi. Rồi mình xin chia sẻ với quý vị, cho mình 1 phút để mình chuyển cái trang nhé. Thì bây giờ đó, theo như cái lối ăn của SS30 đó, thì mình dùng một scoop tương đương với lại 12 gram protein nha quý vị. Thì theo cái tiêu chuẩn của công ty New Skin dạy mình cách ăn uống là mỗi một bữa ăn á, là mình ăn 30 gram chất đạm protein. Thì và ăn và tốt nhất á, là thì mình ăn theo cái lịch trình hồi nãy là ăn rau và ăn củ nhiều nhất, rồi sau đó ăn nhiều kế là protein và ăn ít nhất là chất carb. Thì bây giờ ăn cái protein này á, thì mỗi một ngày mình cho một scoop vô là có 12 cho tới 13 gram của protein, mà mình cần tới 30 thì có nghĩa là mình phải ăn thêm. Ok quý vị, thì đó thì một cái ly protein shake của mình, protein shake của cái protein boost này đó, là nó tương đương với một, nó thay thế cho một bữa ăn của mình mà nó chỉ có 10 12 gram protein thôi. Thì có nghĩa là quý vị phải ăn thêm nhé, để cho đủ 30 gram. Tại vì mỗi một ngày đó, theo cái tiêu chuẩn ăn của công ty, thì lẽ nhiên mình ăn theo cái lối ăn mà bình thường của mình ăn natural đó, thì là mình phải ăn 90 gram. Thì mình ăn 30 gram, mình ăn cái này là mình có thể dùng, đối với mình uống nó buổi sáng thay thế là breakfast, rồi mình ăn thêm với trứng quý vị nhá. Thì mỗi một cái chồng trứng á, là một trứng mà mình đánh ra rồi đó, thì mỗi nó thì đây là công ty cho mình cái list nè quý vị. Mỗi một nửa ly á, trứng á, thì nó tương đương với 15 gram protein. Thì quý vị lấy trứng quý vị đánh ra, mỗi một nửa ly là quý vị được thêm 15 gram nữa, thì cái đó là cái hỗ trợ rất là nhanh để mình có đủ 30 gram protein mỗi bữa ăn. Lý do tại sao mình phải ăn 30 gram protein mỗi bữa ăn và mình chia làm 3 lần breakfast, lunch và dinner quý vị. Thì hai bữa ăn kia là quý vị ăn riêng, ăn đồ ăn riêng của mình. Còn cái protein boost này nó chỉ hỗ trợ cho thay thế một bữa ăn một ngày thôi quý vị nhé. Thì thường thường mình dùng nó là breakfast điểm tâm cho nó lẹ, cộng với một cái trứng của mình nhá. Thì nói tóm lại đó, thì mình đi thêm vô để cho quý vị đi cho đúng á, thì là hai cái bữa ăn còn lại đó, mỗi bữa ăn cũng là 30 gram protein. Thì có cái danh sách, là tí nữa mình sau cái này mình support cái danh sách đó trên cái product support, là nếu mà mình ăn 2 ounce để được thêm 15 gram protein, mỗi 15 gram protein á, thì là mình ăn 2 ounce beef hoặc là 2 ounce chicken breast hoặc là 3 ounce thịt gà hoặc là halibut là 2.5 ounce, tức là mỗi 15 gram protein quý vị có thể tính nhẩm là như vậy ha, hoặc là 2 ounce salmon, đại số là đại khái là từ 2 cho tới 2.5 ounce, kể cả tuna, kể cả fish thì là 2 cho tới 2.5 ounce thì mình được 15 gram. Còn nếu mình ăn trứng buổi sáng á, thì mình ăn được nửa cup thì là mình được 15 gram. Thì nửa cup mình nghĩ chắc một trứng quá nhá. Thì là như vậy. Rồi ok, rồi để hỗ trợ thêm cái protein boost đó, mình để được 30 gram cho một bữa ăn của mình á, thì mình có thể ăn thêm ngoại trừ trứng và những cái thứ 2 ounce của các cái thứ mà hồi nãy mình nói đó, thì mình có thể ăn thêm fat, mình có thể ăn thêm cottage cheese hoặc là Greek yogurt hoặc là mozzarella cheese hoặc là ok, hoặc là quý vị có thể ăn nut và seed nhá. Thì nut và seed tí nữa mình sẽ nói, tại vì nó là snack cho mình đó quý vị. Còn quý vị nào mà ăn chay á, để hỗ trợ thêm protein cho mình á, thì mình có cái list ở đây đó, là tất cả các loại bean á, mỗi 6 ounce, 6 ounce black bean và 6 ounce Camelini bean, mình không biết cái đó là cái gì, nhưng mà kidney bean 6 ounce, rồi pinto bean cũng là 7.5 ounce, red bean là 6 ounce. Thì thường thường tofu cũng là 6 ounce quý vị ha. Thì mỗi 6 ounce bean á, tương đương với 15 gram protein, thành ra mình ăn bean mình phải ăn nhiều hơn, nhiều gấp 3 lần thịt quý vị nha. Thì cho những vị nào mà ăn chay như là mình gần như ăn chay rồi nha quý vị nha. Thì để hỗ trợ thêm, thì bây giờ nói tóm lại, mỗi một ngày quý vị phải ăn ăn theo cái chương trình hồi nãy và cộng với lại một cái ly shake protein boost này, và cái lối ăn là cái danh sách của protein là mình sẽ gửi trên cái này của công ty.
Và mình sẽ post trên cái product support tí nữa sau khi mình xuống chương trình này. Thì nói tóm lại mình phải ăn làm sao mà mình ăn 30 gram mỗi bữa ăn và ăn làm 3 lần. Tại vì mỗi một cái 30 gram mà mình cho vô cơ thể mình á, nó đốt mỡ cho mình trong vòng 3 tiếng đồng hồ quý vị. 3 tiếng đồng hồ liên tiếp. Mà nếu mà quý vị mà mỗi mỗi chính giữa hai bữa ăn quý vị ăn thêm một cái snack mà là protein như là nut nè, như là almond butter, rồi cashew, flax seed, lotus seed, peanut butter hoặc là pecan, pine nut, pistachio, pumpkin, sesame seed, sunflower seed và walnut seed. Và quý vị ăn khoảng chừng từ một cốc cho tới nửa cốc, thì nó có tùy theo cái nut ha, thì mình sẽ đưa cái list, thì nó có thêm 15 gram của protein cho mình, thì cái đó là cái snack nhá. Mình ăn ba cái snack và ba bữa ăn chính, thì nếu mình ăn được ba cái snack cộng với ba bữa ăn chính á, thì cơ thể mình được đốt protein tổng cộng là 3 nhân cho 3 là 9 giờ. 9 giờ nếu mình ăn 3 bữa ăn, mình xin lỗi nhé. Mình ba ăn ba 3 bữa ăn chính, mỗi bữa ăn là 30 gram protein, thì mỗi một cái 30 gram protein nó đốt nhiệt cho mình 3 tiếng đồng hồ. Thành ra mình ăn sáng trưa chiều mình được đốt 9 tiếng đồng hồ trong một ngày. Nhưng mà nó giữa ba bữa ăn mình ăn ba cái snack thì mình được đốt thêm 2 tiếng đồng hồ nữa, thì tổng cộng là 5 nhân 3 là 15 tiếng một ngày. Thì tùy theo cái snack quý vị ăn. Thì cái snack là hồi nãy mình mới nói là các cái loại nut seed hoặc là những cái trái cây mà có protein, thì cái đó là cách ăn để đốt mỡ từ 9 giờ đồng hồ cho tới 15 giờ đồng hồ mỗi ngày, tùy theo bao nhiêu cái snack mà quý vị ăn. Thì cái đây là cái protein mà mình nói xong nha quý vị. Thì bây giờ là 9 giờ 30, thì mình coi như là mình nói xong cái phần của cái SS 30 của ngày hôm nay. Không biết mình còn quên cái gì nữa không quý vị ha. Thì nó chỉ có vậy thôi quý vị nhá. Thì tốt nhất là các cái loại thì ở đây công ty cũng có cái list là cứ mỗi 4 ounce steak á, nếu mình trong cái bữa ăn ha, nói ngoài cái hai cái bữa ăn còn lại, ngoài trừ cái protein boost mà mình phải ăn á, thì mình cái này mình đưa thêm vô chương trình để quý vị ăn cho đúng để mà nó có kết quả tốt vậy thôi. Thì mỗi 4 ounce steak á thì tương đương với 30 gram protein là cái mình cần quý vị. Và mỗi 4 4.5 ounce chicken và 3.5 ounce fish á, nó cũng cho mình 30 gram của protein. Thành ra mình ăn cá là mình ăn ít nhất nhưng mà mình được cái lượng protein nhiều nhất. Thì cá vẫn là tốt nhất, và cá salmon, đặc biệt cá salmon thì đừng bao giờ ăn cá salmon nào khác ngoại trừ từ Alaska. Mà ngoài kia đa số là từ Atlantic, và Atlantic rất là độc. Và nếu mình đi ăn ngoài ngoài nhà hàng mình ăn salmon là chắc chắn là mình ăn salmon độc, tức là từ Atlantic. Thành ra quý vị tốt nhất là nếu mà ăn salmon thì phải đi mua, và nó be sure là nó từ Alaska. Thì cái đó là cái mình chia sẻ ở đây. Thì coi như là mình xong cái phần chia sẻ sản phẩm của cái SS30, và mình cảm ơn 151 quý vị có mặt trên đây ngày hôm nay. Nếu quý vị có câu hỏi gì thì cứ liền vô trong cái comment của cái bài này, sau khi mình xuống thì mình sẽ trả lời từng vị một nhé. Ok, và xin thân chào. Cảm ơn quý vị. Chúc một buổi tối. Ở đây là buổi tối, ngủ bình an. Ok. Chào cháu Nghị ở bên Việt Nam. Các bạn ở bên Việt Nam nhé. Xin chào.